Em chào tất cả các bác. Hôm nay em quay video giới thiệu các bác cái cây kiếm Minh Tuyết. Cái kiếm Minh Tuyết này nó là một trong những cây kiếm lô hội đột biến, thân lá rất là to. Thì hôm nay em giới thiệu các bác về hoa của nó cũng như là thân lá, để các bác có thể nhận diện được là cái cây này thân lá nó ra làm sao, hoa như thế nào. Thì ở trên kênh Thiên Đình Ngàn Hoa thì cũng có rất nhiều video giới thiệu về những loại lan kiếm, lan phi điệp, lan giáng hương, lan địa lan và rất nhiều loại lan khác. Thì các bác xem thêm ở trên kênh Thiên Đình Ngàn Hoa để các bác được rõ hơn về những loại mà các bác có thể là thích sưu tầm. Thì nó cũng nằm trong các loại lan hoặc là nằm trong các loại hoa cây cảnh. Thì chủ yếu là những cây em đang quay, đang làm lan đột biến là nhiều nhất. Thế nên là trên kênh YouTube của em nó quay rất là nhiều. Em quay rất là nhiều những cái cây lan đột biến các bác. Thì đây là cái cây kiếm Minh Tuyết. Thì hôm nay là cái cây Minh Tuyết này thực ra nhà em nó nở nhiều lắm, nhưng mà nó nở đa phần ở trên thân già, có nghĩa là thân tách ra. Chứ còn nếu mà bụi to thì nhà em thì chưa có cái bụi nào, nên là chưa có cái cần hoa nào đạt cả. Có nghĩa là cần hoa đạt, to đạt thì là không có các bác. Còn đạt nhà em chưa có, nhưng được cái là những cái cây mà chuẩn chuẩn giống hoa. Cái này thì thân lá thì nó là một trong những cây thân lá rất là to trong dòng kiếm lô hội đột biến. Thì Minh Tuyết là một trong những cây thân lá to, em nghĩ là chắc là thuộc dạng top to nhất, nằm trong top lan kiếm lô hội to nhất các bạn. Lá của nó thì rất to, thân lá to các bạn. Em sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần hoa cũng như là thân lá các bác nhé. Đây là cái cần hoa của cây Minh Tuyết thì là nó bị thui. Nó bị thui ngọn, thui ngọn đây này các bác. Nó bị thui nên là nó không được dài. Và như cái cây Minh Tuyết này là nếu như mà sơ lược về nó, nếu mà nhìn cần hoa không ấy, thì các bác không thể nhận ra đâu là Minh Tuyết, đâu là Năm Cái Trắng, đâu là Điện Biên được. Minh Tuyết và Điện Biên này hoa của nó gần như là giống nhau, rất giống. Nó giống nhau rất là nhiều, thế nên là cái việc phân biệt nó qua hoa là hơi khó. Thì các bác xem thêm cái cây trắng Điện Biên ở kênh Thiên Đình Ngàn Hoa là các bác biết ngay là hoa nó dài to đẹp như nào. Cây Minh Tuyết thì nó cũng như thế, hoa nó cũng dạng to dài. Và sự phát triển nó cũng xem nhau các bác. Thì hôm nay là em giới thiệu cây Minh Tuyết. Cây Minh Tuyết đây là cần hoa nha, em nó nở trên thân già, không có mầm các bác nhé. Đấy, cần hoa thì nó đạt khoảng tầm độ gần 40 cm. Gần 40 cm. Cây này thì nó có thể dài được tầm 1 m các bác nhé. Hoa nó dài tầm 1 m. Có những anh đã nở được tầm cần hoa tầm 1 m. Và lá nó khoảng tầm độ 5 cm rưỡi, rất là to. Thì đây cái thân già này của em nó không được to lắm. Lá của nó thì khoảng tầm độ 4 cm, hơn 4 cm. Tầm 4 cm, hơn 1 cm gì đấy. Lá và lá dài khoảng 60 cm các bác nhé. Cây này, trắng Minh Tuyết này thì nó có thể là dài đến 1 m. Cái lá của nó ấy, thường em cũng nói là kiếm ấy, nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau, lá dài hoa dài, lá ngắn hoa ngắn, đa phần thế. Nó có ít trường hợp mà lá dài mà hoa ngắn và ít trường hợp mà lá ngắn hoa dài. Thì nó chỉ có một số trường hợp trên cây Tiên Vũ là chủ yếu, chứ cây lô hội thì đa phần là tỷ lệ khá thuận. Còn trên cây Tiên Vũ thì nó có những cây mà hoa rất dài nhưng lá lại rất ngắn. Thì là nó tùy từng cây. Thì cây Tiên Vũ, kiếm lô hội cũng có nhưng rất ít các bạn, rất ít. Cái cây Minh Tuyết này thì lá nó to và dài, và lá nó dựng và nó hơi ngả các bác. Các bác nhìn nó rất là ngả, nó xòe ra hai bên. Cây này thì là nó không xòe mấy, có cây nó xòe hơn nhiều. Lá nó xòe ra hai bên, còn cái cây Điện Biên thì nó đứng, dạng lá đứng cứng như của cây Taiwan ấy, cái Đài Loan ấy các bác, là lá đứng. Đấy là cái Điện Biên, còn cái cây Minh Tuyết thì lá nó xòe hơn. Và cái cây Điện Biên ấy các bác nhé, cái Điện Biên là lá lúc nào nó úp này, úp thìa này của nó rất là lớn. À không phải úp thìa, cái này gọi là úp chữ V á. Chữ V này nó rất là lớn. Có nghĩa là cái độ lõm giữa hai lá này nó rất là dày, nó rất là nhiều. Còn Minh Tuyết thì cái độ lõm của hai lá nó rất là ít. Ít hơn. Đây các bác gần như nhìn là phẳng này. Lá nó rất gần như là phẳng luôn, chứ nó không có lõm nhiều. Còn cái Điện Biên thì nó lõm nhiều hơn. Điện Biên lúc nào nó cũng dạng lõm nhiều như này này, nhiều như cái đoạn trong này. Nhưng mà còn cái Minh Tuyết là ở trên này nó bằng, lá nó bằng hơn. Và lá nó to và nó mềm. Lá nó mềm và nó xoay ngang các bác nhé. Mềm và xoay ngang. Thì là cái đặc trưng của cái lá của cây Minh Tuyết là lá nó mềm xoay ngang hơn. Còn cái Điện Biên thì nó đứng thẳng hơn và lá úp chữ V nhiều hơn. Còn thân mầm của cái loại thân mầm của cái cây này thì em cái cây đang hoa này thì không có mầm các bác. Nhưng có cái mầm ở cái cây bên cạnh em xách ra đây. Thì cái mầm này của nó là xanh sạch các bác nhé. Những cái cây mà đột biến trắng tuyền đa phần là mầm nó xanh sạch. Nó sẽ xanh hết ở những cái mép này. Những cái mép này là nó xanh hết này. Mép lá và mầm gần như xanh sạch, không có ám tím. Thì đấy là cái cây Minh Tuyết các bạn. Đây là cái củ em tách ra, nó là củ rất là to. Nếu mà cái độ to của nó thì các bác nên so sánh với những cái cây mà nó, ví dụ như cây này là cây vàng Lào này. Hai cái củ nó to gần bằng nhau. Cây này cây bên phải đây cây vàng Lào, cây bên trái là cây vàng Lào.
Còn cây bên phải là cây minh tuyết, cây hai mầm là cây minh tuyết đấy. Cây này cây vàng Lào. Là cái củ của nó rất là to và lá thì nó dài hơn. Rất là to các bác. Rất là to, độ lá to của cái cây minh tuyết này nó cũng to đấy các bác nhá. Như cái cây to này là nó đạt khoảng tầm 4 cm rưỡi. 4 cm rưỡi bình quân. Khoảng 4 cm rưỡi cái lá cây minh tuyết nó to và dài và nó võng. Nó ngả ra hai bên đây các bác. Đấy nó cong này. Nó cong, còn cái cây điện biên thì nó không cong, thế nó hay dựng thẳng này. Hay dựng thẳng như cái lá bên trái này. Còn cây minh tuyết thì lá nó sẽ mềm hơn và lá nó có thể là ngả. Ngả sang hai bên các bác nhá. Đây này, cây minh tuyết thì lá nó ngả ra hai bên này. Còn cây điện biên thì ít ngả lắm. Cái điện biên chủ yếu là nó dựng thẳng như cái lá này này. Lá này và lá này. Là cái cây điện biên nó hay dựng thẳng như thế. Chính vì là cái cây điện biên ấy lá nó úp hơn. Lá nó úp như kiểu cái chỗ này này nên là khi mà mình nhìn cái độ ngang này của nó thì mình không thể cảm giác nó to. Nhưng mà cái điện biên khi mà mình đo thước mềm ấy, đo võng hết thì nó cũng rất là to cái điện biên ấy. Thật lá nó to không khác gì cây minh tuyết cả. Nhưng nó khác nhau là lá dựng và lá mềm hơn thôi. Cây minh tuyết thì lá nó mềm hơn các bác. Còn cây vàng Lào này thì lá nó tiên vũ nó dạng khác. Các bác nhá. Thì em nói về cái hoa của nó một chút, cái hoa của cái cây minh tuyết này. Hoa của cây minh tuyết này thì nó là trắng tuyền. Trắng tuyền và cần hoa của nó thì nó cũng như cái điện biên á, nó cũng sẽ có những cái mắt này. Mắt liền nhau ra hai ba mắt liền nhau ở gần cái khúc trên ấy, xong nó trống này. Đây các bác. Đây nhá, có nghĩa là nó ra khoảng hai ba mắt hoa nó liền nhau xong lại cách một khúc dài này, xong lại ra một khúc nữa, xong lại cách khúc dài lại ra tiếp mấy mắt. Đấy thì thường ở trên nó hay như thế, còn ở dưới thì nó cũng tương đối là đều. Nó cũng kiểu như là cái cây điện biên ấy, thế nên là nhìn hoa là nó hơi khó. Em thì thấy là cái nó cũng có những cái riêng, ví dụ như là cái cánh hoa của nó thì nó không khác nhiều. Cánh hoa của nó đều là màu trắng vàng, cánh nhỏ và vai gần ngang thì nó lại riêng lô hội mà trắng tuyền này thì nó khó nhận biết hơn, bởi vì là có bông như bông này thì vai ngang tắp này, có bông này thì vai hơi xuôi. Đấy, thì có bông thì vai nó cánh thủy tiên, cánh úp xuống ấy. Đấy, còn bông này thì vai ngang của nó ngang tắp luôn. Thì nó lại tùy từng cây á. Tùy có nghĩa là tùy từng bông trên cần thì nó sẽ tùy vị trí thì nó sẽ nở khác nhau. Thế nên là cái cây trắng tuyền này nhận biết nó sẽ khó hơn là những cái cây mà nó có ánh hồng hoặc là nó có đặc trưng riêng ấy. Đặc trưng riêng thì nó dễ nhận biết hơn các bác. Còn những cái cây này nó không đặc trưng riêng mấy thì là nó sẽ khó hơn. Thì cái cây minh tuyết này nó cũng là một trong những cái cây kiếm lô hội thân thủ rất là to và hoa rất là dài. Thì nếu các bác tham khảo thêm, bởi vì cái dòng lô hội đột biến trắng ở Việt Nam mình nó rất là nhiều. Và như cái cây minh tuyết này thì nó cũng là một trong những top những cái cây lan kiếm lô hội đột biến thân lá to và cần hoa dài. Nó là một cây rất là đẹp. Thì cái cây minh tuyết này các bác tham khảo thêm, cũng như là một số những cái loại lan khác mà cần tư vấn thì liên hệ bên em để tư vấn thêm các bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào tất cả các bác.